Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc khiến 10.000 người phải di rời, ba đỉnh lũ tàn phá. Các bạn thân mến, lũ lụt bủa vây các thành phố, cầu bị gãy, nhà sập, đường cao tốc bị cuốn trôi và đây là cảnh lũ lụt đang tàn phá Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác ở miền Nam Trung Quốc. Kể từ đầu tháng, những trận mưa lớn kéo dài liên tục đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc. Hôm thứ Hai, nước lũ đã tràn vào các ngôi làng, đường phố và đất nông nghiệp ở thành phố Haiyun, Quảng Đông, khiến hầu hết người dân bị mắc kẹt tại nhà. Tại thành phố Xiamen, Phúc Kiến, ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi lũ cuốn trôi nhà cửa, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Mực nước của nhiều con sông ở Giang Tây, Quảng Tây và Phúc Kiến đã vượt quá mức cảnh báo, dẫn đến việc di rời của hơn 80.000 người và gây thiệt hại kinh tế khoảng 110 triệu nhân dân tệ. Cùng lúc đó, mực nước của Hồ Long Tan ở Tây Giang, Quảng Tây, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ tăng cao và đỉnh lũ số 4 trong năm nay đã xuất hiện vào tối qua. Một số cư dân mạng cho rằng không có thông báo cho người dân địa phương. Chính quyền đã mở các cửa xả lũ, gây lũ lụt vùng hạ du và thiệt hại nặng nề cho người dân. Cục Khí tượng Đại lục dự báo trong những ngày tới, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn. Một số chuyên gia đã phân tích rằng đợt mưa lớn này chắc chắn sẽ khiến thảm họa ở miền Nam trở nên tồi tệ hơn. Thưa quý vị, lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam vẫn chưa dừng lại và lũ lụt cũng đã được báo cáo ở Hồ Bắc. Gần đây, một trận mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc. Theo Cục Khí tượng Hồ Bắc, thị trấn Lulin đang được cứu hộ do nguồn điện và tín hiệu liên lạc bị gián đoạn do mưa lớn. Các ước tính chính thức cho biết số người bị ảnh hưởng là gần 110.000 người. Phía nam thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc hứng chịu những trận mưa lớn đến mưa rất lớn. Lượng mưa ở 8 thị trấn vượt quá 150mm, nguồn điện và thông tin liên lạc tại địa phương bị gián đoạn. Nhiều người bị mắc kẹt, hàng trăm lính cứu hỏa địa phương và cảnh sát vũ trang đã được điều động để thực hiện các nỗ lực cứu hộ. Theo Cục Khí tượng Hồ Bắc, vào ngày hôm qua, lượng mưa trong 24 giờ tại một số thị trấn ở Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc là hơn 270mm, trong đó nguồn điện và tín hiệu liên lạc ở thị trấn Niu Linh bị gián đoạn do mưa lớn. Video cho thấy tầng 1 của những ngôi nhà mặt phố ở một số con phố của thị trấn Niu Linh đã bị đóng cửa do ngập lụt. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, thị trấn Niu Linh vẫn chưa khôi phục được liên lạc. Địa phương đang chỉ đạo cứu hộ thông qua điện thoại vệ tinh. Cho đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo thương vong, nhận được cảnh báo từ trước. Sáng sớm nay, các phương tiện hỗ trợ thông tin liên lạc và lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Theo thống kê, tính đến 10 giờ hôm nay, trận mưa lớn kể từ ngày đầu tháng 8 đã khiến 108.700 người bị ảnh hưởng, 635 người phải di rời. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 8,11 nghìn hectare, trong đó 0,64 nghìn hectare không thu hoạch được, 48 ngôi nhà bị sập do thiên tai, 3.561 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Cục Khí tượng Hồ Bắc cho biết từ hôm nay đến ngày mai, tại tỉnh Hồ Bắc tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra thiên tai rất cao. Xả lũ từ hồ chứa mà không có cảnh báo khiến hàng nghìn người chết ở Mekong. Quý vị thân mến, bão Nibert mang theo mưa lớn đến bờ biển miền Trung Phúc Kiến, Trung Quốc. Ba hồ chứa ở quận Mekong xả lũ mà không cần cảnh báo. Theo địa phương, The Public tiết lộ rằng lũ lụt đã nhấn chìm nhiều thị trấn như Yulong, Thang Quang và Ban Đông. Hơn 200 người chết chỉ riêng ở thị trấn Ban Đông và ước tính số người chết ở huyện Mekong lên tới 1.000 người. Một cư dân của thị trấn Ban Đông nói với CCTV. Thị trấn Ban Đông nơi đây chưa bao giờ bị bão lụt, kể cả trận lũ lớn năm 1998 cũng không có thương vong. Lần này số lượng lớn người dân thiệt mạng, nguyên nhân là do chính quyền địa phương có động thái xả nước hồ chứa mà không thông báo trước và không có lực lượng cứu hộ nào sau thảm họa. Thảm họa cũng được che giấu. Các thông báo chính thức cho biết chỉ có một người chết và 11 người mất tích. Ông Lưu, chủ cửa hàng ở thị trấn Ban Đông, tôi có 2 hoặc 3 bể chứa ở đây và không có thông báo khi nước trong các bể chứa hạ xuống. Nó quá mạnh, sau 9 giờ sáng nước đã dâng cao, một vài phút nữa tất cả đều bị ngâm nước và chết, còn nhiều hơn, khoảng 1 hoặc 2.000.
chúng tôi những người bị ảnh hưởng chỉ có thể tự cứu mình, nặng nhất là ở nông thôn, nhà cửa đều tan hoang, các lò hỏa táng và bệnh viện không thể cất giữ thi thể và các bệnh viện quân đội không có nhà xác thì phải nhận xác. Cư dân thị trấn Ban Đông cũng cho biết nhiều xác chết đã được hỏa táng trước khi được xác nhận. Do mùi hôi thối của xác chết, thị trấn Ban Đông lo lắng về một đợt bùng phát dịch mới nên đã đóng cửa hoàn toàn thị trấn và chuẩn bị cho việc khử trùng. Bà Su, một chủ cửa hàng ở thị trấn Ban Đông cho biết, có bão, hồ sẽ xả từ lâu, hồ để nuôi cá. Anh ấy nói rằng, nước không xả được, cá sẽ chạy mất. Nếu trời mưa to, hãy xả nước ngay lập tức để cứu Hoang, Thanh Hoang và Ban Đông, Du Long bị nhấn chìm, quá nhiều người chết. Ban Đông chúng tôi biết rằng hơn 200 người đã chết. Trong ngày 11 tính đến 16 giờ ngày thứ 6, toàn tỉnh có 56 trên 9 thành phố thuộc tỉnh. 606.200 người trong quận bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 6 thành phố bị ngập lụt, 11 người chết và 23 người mất tích do thiên tai. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 6,543 tỷ nhân dân tệ. Hàng trăm ngư dân chết trong trận xả lũ của hồ chứa Hải Nam. Thưa quý vị, hồ chứa Heng Sui ở thành phố Kiêu Hai, Hải Nam xả lũ vào ngày thứ Bảy, cuốn trôi hàng chục tàu cá ở cảng Tân Môn vào bờ khiến hơn 100 người bị thương. Sau thảm họa chết người, ngư dân nước ngoài ở cảng Tamen rất tức giận trước hành động của chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông chặn đưa tin. Theo các nguồn tin trực tuyến đại lục, Hải Nam đã trải qua mưa xối xả liên tục kể từ ngày đầu tháng. Hồ chứa Heng Sui ở thành phố Kiêu Hai xả lũ vào ngày thứ Bảy vừa qua, hơn 200 ngôi làng bị ngập lụt, 300 tàu cá đánh cá ở cảng Thanh Minh bị nhấn chìm và hơn 100 người bị chết đuối. Thi thể của 50 ngư dân chết đuối đã được tìm thấy. Người dân ở cảng Tamen xác nhận với các phóng viên rằng hơn 100 người đã chết. Bà Yang ở cảng Tamen nói rằng các ngư dân không được thông báo về việc xả lũ từ hồ chứa và hầu hết những người thiệt mạng là ngư dân nước ngoài. Hiện tại, xác nhận chính thức là chỉ có 4 người chết. Bà Dương, bí thư thị ủy và thị trưởng, ông ấy không để ý đến chuyện này và thiếu trách nhiệm để xảy ra mất mát này. Gia đình người chết khốn đốn, thóc lúa, lợn, trâu bò của mấy làng đó, lũ lụt mất rồi, không còn gì, không ai nhìn ngó. Ông Kyuan, một ngư dân Singapore ở cảng Tamen cho biết hàng chục tàu cá bị cuốn trôi do xả lũ từ hồ chứa và nhiều người chết. Ông Kyuan, chính phủ không biết quản lý thế nào, ông ấy không nói về tin tức này, không ai quan tâm đến nó trong 3 ngày. Quá nhiều dân làng không chịu dậy và họ đều ở bên ngoài Hồng Kông. Vào sáng ngày hôm qua, một tin nhắn trên điện thoại di động lan truyền, hồ chứa nước Heng Sui ở thị trấn Tamen, Kiêu Hai đã được mở và xả nước một cách tàn nhẫn, khiến hơn chục tàu đánh cá bị lật và hàng chục người chết. Bí thư đảng ủy thị trấn Tamen Su Kaiyuan phủ nhận điều đó. Kính thưa quý vị, gần đây mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc, gây ra những thảm họa nghiêm trọng. Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước, chỉ ra rằng một nửa số hồ chứa trên thế giới là ở Trung Quốc, đạt 100.000 hồ, nhưng 73% là không an toàn. Bị thiệt hại nặng nề, người dân bị lũ cuốn trôi trực tiếp. Ngày 4 tháng 8, Hà Nam, Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn, nhưng quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố tin tức này 14 giờ sau khi lũ lụt ở hồ chứa Trường Giang được giải phóng. Số lượng các hồ chứa đang xả lũ vào thời điểm đó khoảng hơn chục hồ. Wang Weilu, một chuyên gia về quy hoạch đất đai và tiết kiệm nước cho biết, có hai hồ chứa đang xả lũ cùng một lúc, nhưng tôi đoán có khoảng chục hồ đang xả cùng lúc. Tôi cũng đã thấy báo cáo rằng 47 hồ chứa xả lũ cùng lúc. Đó là lý do tại sao các con sông ở Trịnh Châu, đặc biệt là sông Yalu, không thể xả lũ nhiều như vậy. Tiếp theo Hà Nam. Hồ Bắc gần đây cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn, lũ lụt ở thị trấn Liêu Linh, thành phố Tô Châu sắp ngập đến tầng 2 và điện nước tại địa phương đã bị cắt. Sông San Đào ở huyện Nam Giang, tỉnh Hồ Bắc bị ngập lụt. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ, gây ra lũ lụt ở Hồ Bắc và Hà Nam. Wang Weilu, một chuyên gia về quy hoạch đất đai và bảo vệ nguồn nước nói, trên thực tế tôi nghĩ rằng có 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, ngoại trừ sông Nu, không có đập nào trên các dòng chính của các con sông ở Trung Quốc, không có đập nào trên các con sông khác. Vì vậy, nước trong các con sông đều được kiểm soát bởi các hồ chứa và đập. Vậy nước trong sông bao gồm cả lũ chảy ra từ các cửa và được kiểm soát bởi con người, do đó lũ lụt ở Hà Nam đến từ bàn tay và được kiểm soát bởi con người.
Wang Weilu chỉ ra rằng một nửa số hồ chứa trên thế giới là ở Trung Quốc, đạt 100.000 hồ, nhưng 73% là không an toàn. Khi lũ lụt bùng phát ở Hà Nam, mái đập ở hạ lưu hồ chứa Wu Jiazui ở Trịnh Châu bị sạt lở và sụp đổ trên diện rộng, hai hồ chứa ở Nội Mông đã cuốn trôi 20 cây cầu. Wang Weilu, một chuyên gia về quyền đất đai bảo tồn nguồn nước cho hay, sức tàn phá của lũ vỡ đập khác với lũ nói chung. Nếu tốc độ dòng chảy của bạn ban đầu là 1 và bây giờ bạn là 5 thì bạn đã gấp 5 lần ban đầu, đúng không? Bạn gấp 5 lần bản gốc thì sức công phá của bạn gấp 25 lần. Sức công phá của nó quá lớn. Tuy nhiên, kể từ khi vụ việc xảy ra, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công bố tình hình của hồ chứa và không có quan chức chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm. Li Gongjing, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra rằng lũ lụt ở các sông Hắc Long Giang, Nam Giang và sông Hoa vẫn đang tiếp tục phát triển và một số đoạn sông vượt quá cảnh sát hoặc vượt quá mức bảo hiểm sẽ tiếp tục cho đến hết tháng 9. Những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.